Kính thưa quý vị, trình độ lừa đảo trên mạng như thế này mà có rất nhiều người chuyển hàng trăm triệu đồng cho bọn lừa đảo. Tôi thực sự lấy làm lạ. Những cuộc điện thoại vu vơ kiểu như thế này, đến trẻ nhỏ nó cũng nhận ra. Kính mời quý vị lắng nghe. Alo ạ. Có phải Nguyên nói không ạ? Đúng rồi, ai đây? Chào Nguyên nhé. Tôi là Trần Đức Liên. Tôi là cậu gái. Cái Anh là cái gì? không là ai? Hả? Anh chưa ai quay đến đây nhé. Anh có ai chưa, Nguyên? Không là ai? Nhưng mày gọi ai á? Cái gì? Hả? Tôi gọi điện cho mấy chuyện tử tế hoa không cho ai, không chỉ kiểu cho ai Ừ, mà ông tên là gì? không à? Ông tên là gì ở đâu? Bây giờ bố mày công an này luôn sự buổi mày giờ thì con tao. Ngay ngày hôm sau, anh bạn này lại gọi vào máy của tôi. Lần này thì anh ta giới thiệu tên, chức vụ và nơi làm việc. Alo, anh Lê Xuân Nguyên đang nghe máy đúng không nhỉ? Đúng rồi. Tôi chào anh nhé, tôi là Sơ là Nguyễn Tuấn Sơn, Ừ. cán bộ quản lý hành chính công an phường Kim Cát, anh nghe nói chưa? Ừ. Tôi gọi gửi cho anh cái thông báo nhé, là cái Chú này, này, anh hỏi lại chú tí nhá, anh hỏi lại chú tí này. Chú đọc họ tên nói. anh rồi ngày tháng năm sinh như nào. Đọc. Chú Cái nắm rất chắc gì đúng anh? không? Chú nắm rất chắc Anh đúng nói. không? Đúng không? Đúng rồi. Thì chú Đúng đọc rồi. đọc họ tên ngày tháng năm sinh của anh xem nào. Đó, tên ngày tháng năm sinh của anh nhá. Đọc cái xem nào. Rồi. Để em rà soát lại đây xem nào. Đọc luôn xem nào. Chú qua chú gọi cho anh đúng không? Hả? Hôm qua chú gọi cho anh cái gì đúng không? Hả? Hôm qua em có gọi cho anh cái gì đâu, để em đây để em xem lại nhá. Xem lại Anh là chờ chú. ngày tháng năm sinh, số nhà của anh bao nhiêu, tổ bao nhiêu nhá. Ừ, chú nắm chắc như thế phải biết rõ chứ, sao Đúng rồi, anh chờ em tí đây, em kiểm tra cái hệ thống đây. kiểm tra xem nào. Nhưng mà đúng cái anh ra luôn, nhà anh ngay cổng mà nhá. Thế đúng cái anh Rồi. ra luôn, anh ra luôn. Thế chú phó công an là tên là gì? Anh yên lại để tôi qua đăng xe trả soát. Thôi tao khác thì anh hỏi là phó công an phường tên là gì? Đấy, tôi mới hỏi phó thủ trưởng cơ quan tên là gì còn không biết. Nếu tôi hỏi vợ của phó thủ trưởng cơ quan tên là gì thì cấp dưới liệu có biết không? Thật là nực cười.